làm khiết anh, ngọc nữ hóa điên vì bị hai đại ca Hồng Kông cưỡng hiếp, cuối đời chết trong cô độc. Nói đến những mỹ nhân Hồng Kông đa tài nhưng đoản mệnh, không thể không nhắc đến làm khiết anh. Được mệnh danh là mỹ nhân ngũ đài sơn, vẻ đẹp trong sáng, đài cá của người đẹp có thể khiến người ta thổn thức ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nàng còn là người tình trong mộng một thời của nhiều tài tử nổi tiếng như Lương Triều Vĩ, Châu Tinh Trì. Sau khi tham gia đại thoại Tây Du, truyền thông Trung Quốc yêu mến gọi nàng là nhện tinh đẹp nhất mọi thời đại. Đáng buồn thay, cuộc đời của mỹ nhân Hồng Kông này là trượt dài trong bi kịch. Đến cuối đời, ngọc nữ Hồng Kông một thời qua đời cô độc tại nhà riêng, khiến người hâm mộ xót xa thương cảm. Làm Khiết Anh sinh năm 1964, ban đầu tham gia showbiz với tư cách MC của một số chương trình truyền hình của đài TVB. Nhan sắc trời ban khiến cho Làm Khiết Anh được chú ý, mở ra cơ hội trở thành diễn viên. Vẻ đẹp của Làm Khiết Anh được tung hô là mỹ nhân đẹp nhất xứ Cảng Thơm. Sự thanh tú, mềm mại và dịu dàng của cô khiến phái nam phải xao xuyến. Không cầu kỳ son phấn, Làm Khiết Anh giống như đóa hoa nổi bật giữa rừng mỹ nhân showbiz ngày ấy. Sự nghiệp diễn xuất của Làm Khiết Anh khởi sắc khi nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Gia Hữu Kiều Thê. Dần dần, Làm Khiết Anh đã góp mặt trong các dự án lớn và gây tiếng vang như Lục Chỉ Cầm Ma, Trần Mệnh Thiên Tử, Nghĩa Bất Dung Tình. Đặc biệt, đến vai diễn yêu nhện nhện trong đại thoại Tây Du đóng cùng Châu Tinh Trì, Làm Khiết Anh được khán giả đặt cho danh xưng nhện tinh đẹp nhất mọi thời đại. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Làm Khiết Anh có cơ hội hợp tác với hàng loạt sao lớn như Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ. Sự nghiệp và cuộc sống của Làm Khiết Anh ngờ tưởng viên mãn, vậy nhưng bi kịch đã xảy đến liên tiếp với ngọc nữ tài sắc vẹn toàn này. Làm Khiết Anh có một người bạn trai ngoài ngành, họ Đặng. Năm 1986, không biết vì lý do gì, bạn trai cô tự tử, để lại cho nữ diễn viên cú sốc lớn về mặt tinh thần. Tiếp theo đó, cha mẹ nữ diễn viên liên tiếp qua đời. Cuộc sống mất mát tình thương khiến Làm Khiết Anh rơi vào trạng thái đau khổ, mất phương hướng. Năm 1998, Làm Khiết Anh gặp tai nạn xe hơi, sau đó dấu hiệu tâm lý không ổn định. Bà được chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sự nghiệp xuống dốc không phanh, lúc này Làm Khiết Anh bắt đầu bị bắt gặp với hình ảnh vô thần, hút thuốc trên phố. Nhưng rồi, mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi báo chí Hồng Kông có một bài phỏng vấn về chuyện cũ năm xưa của Làm Khiết Anh. Trong bài phỏng vấn này, nữ diễn viên đã có tiết lộ đồng trời. Bà bị hai kẻ có máu mặt trong làng giải trí Hồng Kông là Tàn Chí Vĩ và Đặng Quang Vinh cưỡng hiếp. Quá lo sợ, bà chỉ biết đến bệnh viện kiểm tra, sau đó tự mình đi mua thuốc tránh thai để uống. Làm Khiết Anh khiến nhiều người xót xa khi bà liên tục bị bắt gặp hình ảnh nhếch nhác, già nua, tóc bạc trắng. Bà sống nhờ vào vài trăm đô la Hồng Kông, vài triệu đồng từ trợ cấp xã hội cùng tình thương của bạn bè, người hâm mộ. Một người bạn trong giới giải trí vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bà là Lưu Đức Hoa. Anh đã dành tặng số tiền 100.000 tệ, tương đương 350 triệu đồng. Tuy nhiên về sau, kẻ gian đã lấy mất số tiền này của Làm Khiết Anh. Không dừng lại ở đó, Lưu Đức Hoa còn liên lạc với các tổ chức để tìm cách giúp bà ổn định cuộc sống hiện tại. Nhờ đó mà bệnh tình của Làm Khiết Anh có dấu hiệu tích cực trở lại. Trong một bài phỏng vấn thực hiện năm 2015, Làm Khiết Anh xuất hiện với gương mặt rạng người sức sống và hoàn toàn tỉnh táo. Bà bộc bạch muốn quay trở lại showbiz để làm việc, kiếm tiền, vậy nhưng sau bài phỏng vấn đó, không có cơ hội nào được mở ra. Làm Khiết Anh lại trở về cuộc sống lang thang, vô định. Năm 2016, bà bị bắt gặp tại siêu thị. Khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn người ta bỏ lại, nữ diễn viên còn mở hộp để xem có thức ăn thừa hay không. Hình ảnh này khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Ngọc nữ Hồng Kông một thời này phải chạy ăn từng bữa, sống lang bạc khắp nơi, không nơi nương tựa. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, làng giải trí chấn động với thông tin Làm Khiết Anh qua đời. Trải qua nhiều khổ đau, mất mát, Làm Khiết Anh ra đi cô độc và bi thảm khi được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình, hưởng dương 55 tuổi.